Trước tiên mình tháo cái này. Coi bên trong nó có cái gì. Chỉ có 4 ốc này thôi là tháo được cái đèn này rồi. Hết rồi. Dỡ lên. Wow. Ở đây nè các bạn. Ở đây là miếng nhôm. Và có cái rãnh đây nè. Cái rãnh đây là để làm gì? Để có... À đây một miếng gòn. Con này để ép với cái gắn kia để đừng cho nước vào chỗ này để nó sợ hư nguồn nè. Chơi luôn. Chỗ này có cái quai. Khi mà cái bật này á. Ở ngoài có một cái viên. Ở đây còn một miếng nhôm gọi là cái chó. Cẩn thận để mớp. Qua quan sát thì ta thấy là ở dưới này là cục nguồn. Cục nguồn nãy đó đi lên hai sợ là vô một cái. Hai sợ này vô một cái. Có nghĩa là một dãy này đi song song với nhau. Dãy này có nghĩa là cái cộng nè, vô cái cộng và cái này là đấu song song rồi. Nguồn này đấu song song. Là các bạn thấy ha, đấu song song. Ở dưới đi lên nè. Ở dưới đi lên. Cộng vô đây. Cộng vô đây
cộng này với cộng này chung với nhau và đi ở dưới bên cộng này, dưới bên cộng này đó. Cái đèn này là gì ha các bạn? Đây là cái đèn pha 600W đó các bạn. Series nãy nó 300W, này 600W đó. Mỗi một con là 50W mà 100, 200, 300, 400, 500, 600W đó. 600W nha các bạn. Vậy này con này sao đây? Tất cả dây 1 1 2 3 4 5 6 7 8 400W, 400W là một driver là 50W. Dây này là nói chung với nhau, tất cả dây này, dây N, dây này N là nghĩa là N này N là nóng lạnh đó. Còn dây còn lại ra là vô mỗi một cái này, vô một con led, khi mình đứt một con led cũng vẫn chạy bình thường. SMD nó có một dòng hồi nãy đó, mình nó này dùng con chip SMD với một chip COB. Xong, thế là hai cái đèn đã tháo ra xong rồi. Bây giờ tiếp tục là mình kiếm cái gì nó ngầu ngầu công nghệ hơn chút xíu đi ha. Nào chúng ta ra ngoài ban công coi có cái gì làm tiếp không nha. Cái này là cái đèn mà năng lượng mặt trời mà. Cái gì đây? Cái gì mod? Này lấy gì đây? Tấm năng lượng. Đây là cái bát. Bát để chắc bát là hứng nắng đó. Hứng nắng trên nóc nhà. Đây có sợi dây hả? Mình tháo ở đây luôn thử như thế nào. Đối với mình là chuyên nghiệp tháo. Đây có hai cộng nè, cái cộng cộng con trừ này xuống dưới đây nè. Vô sợi dây nè. Qua đây. À có cái giắc nối ha. Tháo được à. Tháo ra
À đây có cái dắt nè. Dắt này dắt cái này, dắt này dắt đực nè. Vô đây. Đèn. À. Sáng luôn rồi. Sáng luôn nè. Ghê không? Sáng luôn, chỉ có nhiêu đây thôi mà sáng nè. Vì dễ sợ để mình tháo ra coi chổng có gì nha. Ồ, sáng quá. Sáng quá sáng. Nhưng mà để mình dỡ cái tấm này lên nó còn sáng nha. Dỡ tấm này lên tắt. Tắt cái tấm này. Sáng này tự động. Chưa? Tự động. Ôi, dục cái remote đây, remote đây. Ồ, bấm được luôn nè. Cái gì mod không được luôn. Rồi có cục pin. Pin này coi như qua này 12V. 12V. Chút xíu đi tháo mày luôn. Nằm đây đi, nằm đỡ đây đi để thử coi sao. Bóp bóp con đâu sáng đâu. À tắt này là để nó lại xuống rồi mới sáng. Bóp tắt bóp sáng sáng yếu, sáng yếu xìu, từ từ mạnh lên cái vậy. Có gắn đúng pin chưa? Đúng rồi. À cái này chỉnh sáng nè, đó chỉnh sáng tối được để tiết kiệm điện. 2 giờ 4 giờ chắc hẹn giờ nè. 6 giờ. Ô tô tự động. Ô tô. Rồi để chút tháo mày luôn. Tháo luôn. À khi cái này mà không bấm được các bạn ơi, khi tháo đó ra là không bấm được, chỉ có cái nấm mặt trời đó, nó mới cảm biến được. Trời ơi khui ơi, cái gì đây? Pin. Pin bao nhiêu đây mà có thể sáng được tới 6 tiếng, 8 tiếng. Wow. 6 tiếng. Pin. Ở đây có 1 2 3 4 5. 2 1 2 3 4 5 6 con pin. Có dòng đó coi như nha. 7W 10.000 mAh. 73.7, 3.7 DC 10.000 mAh. Pin này pin lithium. Gòn để chống nước. Một cái mạch điện điều khiển từ xa. Chỉ đơn giản như thôi à. Làm có con chip. Đó, con chip này xử lý. Ở đây nó ra một sợ. Nó ra cái đèn là một sợ, hai sợ, ba sợ, ba sợ đôi là thành sáu sợ. Với một sợi nhỏ nữa để coi mình làm nó như thế nào đây. Đây điện từ năng lượng mặt trời vào đây. Qua cái cầu diode điện năng lượng mặt trời nè. Là ba sợ vô qua cái cầu diode. Một cái đầu là đi dưới công nguồn để sạc pin. À đây nè, cái này dấu này để vô sạc pin.
đó, để sạc pin. Vô đây nó có cái sạc vô pin để pin cầm, chủ yếu là cái cục pin này là giữ lâu hay không nè, cái tấm năng lượng sạc vô pin nha, sạc vô pin. Các đường này là ngõ ra để mình coi led nó đang nối tiếp hay song song, mỗi một cặp gì nè. Đó, nó có một con nguồn ở đây, đi xuống gồm có hai sợi, một sợi là vô nguồn. Tất cả các sợi màu đỏ xuống đây là nguồn hết, còn cái sợi này lại là điều khiển, còn các loại sợi còn lại là điều khiển đó. Thấy không, các bạn thấy không, đây là nguồn nè, từ trong cái năng lượng mặt trời là màu dây màu đỏ này qua cầu cái con diode này để sạc, để nắng thành điện. Có nghĩa là ở trên đó là có điện, ở trên đi xuống là điện AC, xuống đây nắng qua DC để sạc vô cục pin đó. Từ cục pin này nó sẽ qua cái bộ khiển vi xử lý để gì, dùng remote và năng áp lên. Không biết ở đây là nó dùng điện 3V7 trong con led trên đây hay là dùng 220V này, nó có thể biến 220V để mình lấy đồng hồ đo như thế nào đây. Sửa mấy cái này các bạn, phải dỡ cái chân lên, dỡ chân lên hoặc là mang giày để sợ nó giật. Ở đây có thể nó biến ra điện 220 chừng. Cái khủng vậy. Mình đo thử coi. Không có cái chỗ nào ấy hết, quên cao hết. Trên đây là điện vô nè, ở đây nó đi 3V 7 ra cái con đi chở này, còn có 3V thôi để cung cấp cho này thôi. Thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 con led
nha. Cục pin này mà nó có thể chứa ánh sáng 50 con led này với một cái thời gian là 6 giờ. Ghê gớm thiệt. Rồi. Đây là cái bo để cảm nhận ánh sáng. Mệt mỏi chưa các bạn? Bây giờ mình chơi một cái vài cái nữa đi cho mới nghỉ. Bữa nay rảnh mà, bữa nay một tuần mình chỉ có công chiếu một lần thôi nên mình chơi bức gần luôn nha. Ồ, mấy cái đèn này đẹp nè. Đó. Ồ, có cái đèn ha. Ô, xúc luôn cái chui rồi. Đây có một con ốc miếng nhôm tản nhiệt. À, cái này là xây được 180 độ. Khám phá nó coi như thế nào đây. Bốn ốc này là bắt lên cái bo để nó tản nhiệt trên này nè, cái này nó có bo tản nhiệt nè. Cái đèn này là 30W. Ép cứng luôn. Dưới đó có một cái lớp keo dẫn nhiệt. Về lớp keo để dính. Đây là cái driver đó nè, nó biến cái driver ở đây. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 12. Như vậy là 60 con. 60 con, 72 74 con. Đó, 72 con. 72 con nối tiếp với nhau.
đây ra điện 3V mà dơ cho 72 con led thì bao nhiêu, thì bao nhiêu volt. À, ở đây nó nói tiếp với nhau, tất cả con led thì nói tiếp với nhau hết, nhiều khi là hai con nói tiếp với nhau rồi song song với hai con, nó là như vậy nè các bạn. À, một con led, hai con led, hai con này nói tiếp với nhau. Đó. Hai con này sử dụng 3V thôi, nhưng mà cái dòng tiêu thụ ở đây á là ví dụ như 0.4 mA. Thì dòng đi qua đây là 0.4 mA nhưng mà chỉ có 3V thôi, qua đây 3V nữa. 3V nữa là 6V. Thì đây cũng phải 0.4 mA hoặc là 0.6 mA tùy theo loại chip led. Ngứa quá rồi, không biết có cái gì tháo nữa không. Dạ, quý vị muốn tháo cái gì nữa? Nút xoay ôi, xin chào quý vị và các bạn và các em thân mến. Thì hôm nay mình đã nãy giờ mình tháo nó quá đuối quá mệt rồi, giờ mình nghỉ mệt chút xíu rồi mình tháo tiếp nha. Ồ, lâu quá mới gặp, thấy đẹp trai mày. Ồ, đẹp trai mày mấy khỏe sao không? Sao buôn bán được không? Được, lâu lâu tới nhà có gì cho tháo không? Ủa chứ tháo cái gì, tháo đồ em bên trai thì không lắp lại không, bây giờ mày có cái gì cho anh tháo chứ. Đây này, đây này có cái kì vậy, nay có gì cho anh tháo không? Tháo hả? Ủa tháo hả? To có thắng tháo không? Chơi chơi à? Được, đợi em tí. Đây nặng dữ vậy. Đây đây, cái này cái gì vậy? Cái này máy lọc không khí của Nhật. Hai từ từ rồi. Em lên okay. Rồi, ok. Bỏ đâu? Đây nè, bỏ đây nè. Chỗ sáng nó đi. Thôi, cái gì mà bự dữ vậy Giang? Cái gì vậy? Máy lọc không khí. Bị gì? Cắm luôn đi ạ. Nó xài điện 110 à? 110. Dạ. Yeah. 110 cắm 220 hả? Rồi giờ lỡ rồi cắm điện lại 220 luôn đi.
Có nó còn hoạt động gì nữa không? Nó đâu có hoạt động gì đâu, em chơi luôn rồi. Đến nhà rồi. Mình sẽ kết thúc tại đây. Tại vì nếu làm dài quá thì mình post lên lâu lắm, đã tới giờ ô công chiếu rồi. Và đúng 7:30 tối thứ ba hàng tuần mình sẽ công chiếu, các bạn hãy đón xem nha. Nếu các bạn nào quên thì nhớ đăng ký, bấm nút đăng ký để chúng ta có được cái clip đó tìm kiếm rất là nhanh và dễ dàng. Nào, xin chào các bạn, hẹn lại cập đít clip sau. Có thể là trong tuần mình có thể là phát, không cần phải thứ ba, nhưng mà thứ ba là mình sẽ phát dài.